就会实大头。Dạ, con xin mời chú Nam và cô Ba đưa ra thành phẩm của mình. Trợ lý. Dạ. Đây. Thi mít sạch mà cười. Trời ơi, nè, có biết cái chữ không? Người ta nói là cuộc thi mít sạch chứ đâu phải là cuộc thi cam sạch đâu mà ông đem cam ra. Mít bữa nay gặp sự cố, bây giờ xứ tôi có cam là đặc sản. Đó, để tôi thi cam, được không? Cô Ba đâu? Tôi à? Ừ. Trợ lý. Cái này mới lạ, người ta thi mít mà đem mảng cầu. Ủa sao nãy nói tôi? Số là mít của xóm tôi bị sự cố, cho nên tôi đem mảng cầu sim ra thi. Mà mảng cầu này là của nhất xóm tôi, là đặc sản của xóm tôi thi cũng được vậy. Trời, làm sao bằng cam sành của xóm tôi. Đây nè, vừa ngon, vừa ngọt, vừa thơm mít. Cam mà thơm mít gì? Thơm cam. Thì dĩ nghĩa là cam phải thơm cam rồi. Nhưng mà còn cái trái mãng cầu sim ở xóm tôi á là hạng nhất. Bởi vì sao? Trái vừa to mà khi mà đã chín rồi á là chua chua ngọt ngọt, ăn như vậy mới đỡ ngán. Hạng nhất luôn. Đúng. Sơ mãng cầu gì mà to, cái gai này nhăn nát hết chứ mà to gì. Người ta xóm tôi người ta trồng còn to hơn trái của bà nữa. Mãng cầu bây giờ, mãng cầu sim này nè, phải không? Người ta ghép với cái cây bình bát trái to thế này nè. Mãng cầu mà ghép cái bình bát nổ quá. Nổ. Dở. Chú kỹ sư, nốt lời công bằng đi. Phải không chú kỹ sư? Làm gì bình bát không? Làm gì có chuyện mà mãng cầu mình đi ghép cái bình bát, phải không chú kỹ sư? Cô chú làm con đổ mồ hôi hết trơn à. Thi mít sạch mà người đem cam, người đem mãng cầu. Nhưng mà chú Nam nói là có đó cô ba. Dạ, ở bên xóm của chú Nam nè, là bà con á ghép mảng cầu sim với gốc bình bát, mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Ủa, ghép được hả? Được. Cái này người ta có từ lâu rồi. Tôi cho bà cái cây bình bát đó là nó dễ sống nhất, trồng ở đâu nó cũng sống, ở dưới mương cũng sống, cặp mé sông cũng sống, khỏi cần phân bón gì hết. Ghép vô là cái trái bình lớn vậy nè, ăn ngọt liệm. Vậy sao không chịu nói tôi, làm tôi gây lộn với ông mệt á à? Không những vậy nha, mà mình còn tiết kiệm được cái chi phí sản xuất, từ đó lợi nhuận mình sẽ rất là cao, đúng không chú Nam? Đúng rồi. Dạ. Ông biết tại sao ông chỉ cho tôi? Bà có hỏi đồng chị? Vậy mai mốt ông có chỉ tôi không? Nếu cần qua đi tôi chỉ cho. Thôi không cần. Có gì chú kỹ sư chỉ giùm cho tôi nha. Dạ dạ. Khi mà mình ghép cái mảng cầu sim với gốc bình bát á, thì gốc bình bát á, như chú Nam nói á, là nó sống được trong tất cả mọi điều kiện. Thì cho nên là với cái biến đổi khí hậu như hiện nay nè, là nó mang lại hiệu quả rất là cao. Ủa vậy hả? Dạ. Còn nữa không? Dạ hết. Dạ hết rồi hả? Vậy thì thôi, cuộc thi đã chấm dứt. Rock quân. Ơ con chưa công bố kết quả mà. Ủa vậy cuộc thi này ai thắng ai thua? Ủa rồi cuộc thi này ai thắng vậy ta? Bà con ơi, có nhiều nông dân mình nảy ra ý tưởng đó là ghép mảng cầu sim với gốc cây bình bát nhằm mục đích là tăng thêm lợi ích sinh trưởng của cây trồng. Cây bình bát có đặc tính á, là có thể sống được ở những nơi mà ngập mặn nè, phèn nè, khô hạn và vùng trũng. Do đó khi mà ghép như vậy á, sẽ giúp cây mảng cầu sim có tuổi thọ lâu hơn, lên đến vài chục năm. Trái lại to hơn so với trồng bằng hạt nè, công chăm sóc lại ít đi, chi phí đầu tư thấp mà lợi nhuận lại tăng thêm. Đặc biệt á, là thích ứng với sự biến đổi khí hậu của môi trường. Quá đã đúng không bà con? ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Một chương trình khuyến mãi kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Tương bừng khuyến mãi thoải mái đến tiền khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm thép 400SC, bùm 650WB, Atomic 108SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất mỗi giải trị giá 200 triệu tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn gói bùm. Bà con lưu ý thẻ cào dán bên ngoài sản phẩm. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Đây là thần tài ADC. Hôm nay đã có nông dân may mắn trúng thưởng 200 triệu. Ta đi chào đây. Xin chúc mừng anh Châu Văn Thắng đã may mắn trúng 200 triệu đồng tiền mặt trong chương trình ADC 20 năm mang đến sự tốt lành.
Tôi rất mừng tôi đã lãnh được 200 triệu của công ty ADC. Tôi sẽ có tiền cho con tôi ăn học ở Sài Gòn. Dạ, tôi rất cảm ơn công ty ADC đã trao cho tôi số tiền 200 triệu đồng. ADC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.